đây là đường vô, đường vô trường Dallas. Sinh đi bộ tới giờ vô lớp rồi. Phía đó cũng là một thêm một cái chung cư. Trong đó là nhà ăn của trường Đà Lạt. Sinh viên ăn trưa thì đi vô phòng ăn ở đó. Nhà ăn rất là lớn. Viên trường đại học Dallas rất là lớn, mọi di chuyển phải bằng xe điện. Phía trước mình là một cái xe điện để cho chở những người thân trong gia đình hay là những sinh viên mới vô chưa có biết đâu là đâu. Nãy là tòa chung cư của phía Tây, còn đây là tòa chung cư phía Tây Bắc. Thì khi người ta hỏi sinh viên ở khu tòa nhà nào thì bên kia hồi nãy thì mình thấy là tòa nhà phía Tây, còn đây là tòa nhà phía Tây Bắc để phân biệt, bởi vì xung quanh đây có rất là nhiều tòa nhà chung cư cho sinh viên ở. Đây là nơi trú ngụ của các sinh viên trường đại học Đà Lạt. Cứ 3 người một phòng. Phòng E, A, B, phòng C. Thiếu nữ mình ở phòng B. Phía trước thì cũng có tivi với tủ lạnh, ba cái quầy. This is my roommate. Là trang trí của các sinh viên. Phòng của Toàn và Minh và Chí. Đây, bên ngoài là chung cư của các em sinh viên.
kia cũng là một khu chung cư của sinh viên. Xung quanh đây rất là nhiều chung cư cho sinh viên trú ngụ, tiếng Mỹ gọi là dorm. Sinh viên năm đầu tiên của Đại học UT Dallas thì năm đầu tiên phải vô trong dorm sống trong đây. Năm thứ hai mới dọn ra ngoài khu chung cư ở ngoài ở mới được. Sân tennis. Đây là một khu đậu xe của sinh viên. Đây sân đậu xe có 5 tầng. Tầng thứ 5 đầy, tầng thứ 4 đầy, tầng thứ 3 đầy. Chỉ có tầng dưới thì còn. Còn chỗ đậu xe. Mỗi tầng đều có một cái màu để đặc trưng cho mỗi tầng của nó. Tầng thứ 5 thì màu xanh. Tầng thứ 1 cuối cùng thì màu đen. Xe bus đưa đón sinh viên. Phía trước mình là tòa nhà của trường học về Computer Science, khoa học về máy tính. UTD. Đâu cũng có hệ thống đậu xe nữa.
mình đã tới trường đại học UT Dallas. Cái đoạn đường hành trình lái xe của mình đến đây là xong. Xin hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp về trường đại học Dallas. Hẹn gặp lại các bạn lần sau nha. Cảm ơn các bạn đã coi video clip của mình.